Xin chào các bạn. Phạm Nhật Vũ đưa xe điện VinFast qua Mỹ có nhiều mục đích. Trong đó có hai mục đích chính mà tôi sẽ chia sẻ theo phân tích các bạn. Mục đích thứ nhất, để lên sàn chứng khoán Mỹ, để mình lượm IPO. Mục đích thứ hai, bán xe điện. Bạn các bạn, bây giờ chúng ta xem xét này, hai cái mục tiêu này, hai cái mục đích này, cái nào chính, cái nào nặng hơn cái nào. Bây giờ mình nói thế này nhé, nếu trường hợp mà Phạm Nhật Vượng là mong muốn là bán hàng tại Mỹ, bán xe điện tại Mỹ để mà kiếm lời, thì anh ta chỉ cần thành lập một cái công ty, một cái chi nhánh VinFast tại Mỹ, từ VinFast Việt Nam. Một cái công ty VinFast Việt Nam đã có sẵn rồi. Bây giờ mình mở thêm công ty tại Mỹ hay là bất kỳ nước nào, thì theo thông lệ như vậy các bạn. Đằng này không các bạn. Anh ta đi đường vòng. Anh ta thành công ty VinFast Singapore. Rồi sau đó mới lấy cái giấy phép của VinFast Singapore, mới qua bên Mỹ để mà mở cái chi nhánh, để mà mở cái công ty VinFast bên Mỹ. Như vậy đứng về mặt giấy tờ các bạn, đứng về mặt giấy tờ thì chính quyền Mỹ nhìn nhận đây là một công ty đầu tư nước ngoài mà từ Singapore, chứ không phải từ Việt Nam về mặt giấy tờ. Nhưng mà trên thực tế, trên truyền thông báo chí, trên truyền miệng, thì người ta biết cái công ty VinFast này là từ Việt Nam. Như vậy qua đó các bạn thấy cái mục tiêu chính của ông Phạm Nhật Vượng qua Mỹ để là cái gì? Để IPO. Lấy cái tên là VinFast Singapore, nó dễ IPO hơn là lấy cái tên VinFast Cộng sản Việt Nam. Cái điều này thì ai cũng dễ hiểu. Và những cái nhà tư vấn, những cái người tư vấn, những cái người mà lobby cho công ty VinFast để lên sàn IPO, người ta cũng khuyên như vậy. Nên lấy cái quốc gia đầu tư từ Singapore, nó sẽ hay hơn rất nhiều quốc gia từ Việt Nam. Như vậy hai cái mục đích mà như tôi trình bày các bạn, thì cái mục đích chính, cái mục đích đầu tiên của Phạm Nhật Vượng đó chính là sang Mỹ để lên sàn chứng khoán và lượm IPO. Mục đích bán xe là mục đích thứ hai. Cho tôi cũng dám khẳng định là mục đích phụ tội nghiệp. Bây giờ tính đến thời điểm ngày hôm nay các bạn. Ngày hôm nay là ngày mấy đang biết nè, kiểm tra. Ngày 15 tháng 7 năm 2023 theo giờ Mỹ, theo giờ Canada, tính đến thời điểm ngày hôm nay, thì hai cái mục đích này coi như là toe tua ống điếu, tan tành xi quách. Cái tôi phân tích chia sẻ với các bạn, bây giờ cái mục tiêu lên sàn chứng khoán, tại sao tôi nói là toe tua ống điếu, tan tành xi quách? Mới đây các bạn, mới đây ngày 13 tháng 7, cái đối tác của VinFast đó là cái công ty của Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông. Đây là cái dạng công ty SPAC, có cái tên là Black SPAC Acquisition, viết tắt là cái chữ là BSA. Đây là cái dạng SPAC các bạn. Cổ đông của công ty này cash out, rút tiền ra khỏi công ty tới 80%. Khi mà người ta nghe cái thông tin là sáp nhập với công ty VinFast, người ta sợ, người ta rút tiền đấy. Người ta sợ thiệt, người ta sợ lỗ, người ta sợ mất uy tín, người ta rút tiền 80%. Cash out. Và sau đó có một cái cuộc họp cổ đông bất thường. Và một ngày sau đó,
tức là ngày hôm qua, ngày 14 tháng 7 năm 2023. Và shareholders, tức là cổ đông của công ty này, bỏ phiếu tạm ngưng sáp nhập với VinFast, tức là ngưng merge với công ty VinFast và dời sang tận ngày 20 tháng 7 năm 2024. Một năm nữa các bạn. Một năm, năm ngày. Tính đến thời điểm ngày hôm nay. Như vậy, các cổ đông này là cash out, rút tiền ra tới 80%. Sau đó có một cuộc họp cổ đông bất thường mà chỉ diễn ra trong vòng 10 phút. Tại vì bây giờ cổ đông còn leo téo có mấy người cho nên nó họp nhanh như vậy các bạn. Nhưng còn cổ đông cả ngàn người thì không thể họp 10 phút các bạn. Rút trước rồi mới họp, họp lại. Thì cái cổ đông còn lại, người ta dời lại vào ngày 20 tháng 7 năm 2024. Tới lúc đó, người ta mới bỏ phiếu cái công ty này có hợp nhất với VinFast hay là không. Còn cái chuyện á, mà nộp đơn lên SEC, là Ủy ban Chứng khoán, là một câu chuyện khác. Như vậy cái điểm này là thuận lợi hay là bất lợi cho VinFast các bạn? Thì rõ ràng đây là điểm bất lợi chứ nữa. Thế tại sao là họ không quyết định là hợp nhất với VinFast vào ngày hôm qua đấy, mà bây giờ là phải dời tới sang năm mới bỏ phiếu? Mà trong khi đó là các cổ đông người ta cash out hết 80% rồi. Mà cổ đông còn lại cũng không có dám bỏ phiếu hợp nhất với VinFast mà phải dời vào năm sau thì mới xem xét là người ta có bỏ phiếu hay không. Như vậy đây là cái điểm bất lợi hay là có lợi? Rõ ràng là bất lợi gì nữa. Vậy mà có một số người, có một số gọi là Vino, có một số gọi là YouTuber Vino còn bám víu, còn vướng víu gì nữa. Cái sự việc nó rõ ràng như vậy, còn bám víu vướng víu gì nữa. Cái này mà điểm lợi cái gì? Lợi tại sao là không bỏ phiếu ngày hôm qua đấy, mà lại sang năm mới bỏ phiếu là mới lợi cái chỗ nào? Bất lợi rõ ràng vậy. Nhưng mà tới ngày 20 tháng 7 năm 2024, tới đó mới bỏ phiếu. Thì cái chuyện bỏ phiếu của họ là họ có thể hợp nhất hoặc là họ không hợp nhất. Cái chuyện nó chưa biết, do các cổ đông quyết định. Rồi xong cái đoạn đó rồi á, nếu mà hợp nhất được rồi thì mới có cái đoạn là nộp hồ sơ lên SEC, tức là Ủy ban Chứng khoán, để mà xin lên sàn. Cái đoạn đó, cái đoạn này xa vời lắm. Xa vời lắm. Bây giờ quay lại quá khứ này. Quay lại quá khứ các bạn. Thế mà ngày 12 tháng 5 năm 2023 vừa rồi, VinFast dõng dạc tuyên bố là đã hợp nhất với công ty Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông. Là cái công ty tôi đang nói các bạn, Black Spec Acquisition. Nói giống như chuyện có rồi vậy đó. Rồi nào là lên sàn chứng khoán New York, rồi sau đó mới hạ xuống cái sàn chứng khoán AMEX, rồi sau đó mới lên lại cái sàn chứng khoán Nasdaq. Rồi bây giờ là nó là chưa hợp nhất. Bây giờ là nó là sáng năm. Như vậy đây là cái điểm hoàn toàn bất lợi. Đó là cái điều thứ nhất các bạn. Cái mục tiêu thứ nhất là mù mịt rồi. Bây giờ cái mục tiêu thứ hai của Phạm Nhật Vượng là tại Mỹ, bán sợi điện tại Canada để kiếm lời. Thì bán để kiếm lời gì nữa, chẳng lẽ bán cho vui? Ở đây không có cái chuyện dân tộc với là gì đấy nữa. Đây là bán xe kinh doanh, bán xe là phải kiếm lời. Theo tổng kết các bạn, số liệu chính xác, 6 tháng đầu năm nay, các bạn biết doanh số của VinFast tại Mỹ bao nhiêu không? 373 chiếc xe VF8. Mà doanh số này đối với VinFast là cho thuê xe các bạn. Có 373 chiếc trong 6 tháng, các bạn có hình dung con số. Tính đến thời điểm ngày hôm nay, VinFast chưa bán được một chiếc xe nào tại Mỹ và Canada, mà mới chỉ cho thuê là 373 chiếc xe. Ở đây tôi chưa nói là lao nữa rồi, thôi mình cho thiệt 373 chiếc.
6 tháng một cái hãng xe mà chỉ có doanh số là 373 chiếc thì làm ăn cái gì? Ngay cả ở Việt Nam các bạn nha, thì VinFast khoe là 6 tháng đầu năm là bán hơn 11.000 chiếc xe tất cả. Việt Nam là thị trường xe hơi rất là nhỏ, mà xe điện là càng nhỏ nữa, mà bán được 11.000 chiếc xe, hơn 11.000 chiếc xe, số lẻ tôi không lỡ, tôi không nhớ. Mà đằng này Mỹ, Canada là một thị trường rất là lớn, mà 6 tháng mà bán, mà doanh số như phải bán, mà doanh số là 373 chiếc xe thì làm ăn cái gì? Còn thua một cái đại lý, mà tôi nói đại lý trên núi nữa, tôi đừng nói một cái hãng xe các bạn. Thì bây giờ tính doanh số cuối năm nay nữa đi, thì gấp đôi nữa đi, 373 nhân đôi là cho 700 chiếc. Thôi cho luôn 1.000 chiếc đi cho đẹp. Làm cái gì? Một năm bán được 1.000 chiếc làm cái gì? Rồi sang năm nữa cho 1.000 chiếc nữa, chắc nhiều khi cũng chưa tới nữa. Làm cái gì? Không ăn thua gì hết á. Lỗ toé tôi Trong khi đó là chi phí rất là lớn. Bỏ tiền ra không biết bao nhiêu để mà thuê showroom trong mall, rồi thuê những cái mặt bằng bên ngoài rất là nhiều, rồi lương nhân viên, rồi đủ thứ chuyện trên đời, lương cho YouTuber dơ nữa, rất là nhiều các bạn. Cho nên với cái doanh số thế này thì làm sao mà có thể cầm cự được trong vòng 6 tháng năm đấy. Như vậy cả hai yếu tố mà tôi đang nói các bạn, hai cái mục tiêu của Phạm Nhật Vượng là qua đây để IPO cũng mờ mịt, và bán hàng ở Mỹ cũng mờ mịt. Nguồn vốn thì không có, cạn kiệt, lỗ 6 tháng tới 5 tỷ đô la. Số tiền phải trả là nhiều gấp 4, 3, 4 lần cái số vốn tự có. Tập đoàn VinGroup đang gặp khó khăn, vay mượn không được, bây giờ phát hành trái phiếu. Thì như vậy tôi hỏi các bạn, VinFast ở Mỹ liệu có duy trì được hết năm nay hay không? Tại vì họ thấy một cái tương lai rất mờ mịt, IPO bây giờ cũng rất là mờ mịt, mà kinh doanh ở Mỹ cũng rất là mờ mịt. Theo tôi đánh giá rằng VinFast sẽ rút quân vào cuối năm nay. Đó là tôi nhận định nha, còn người ta rút hay không rút đó là chuyện của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.